Xin chào các bạn nhé. Vừa rồi chúng ta vừa được xem mấy anh em mổ thịt đà điểu rồi. Đấy, bây giờ tôi sẽ quay tiếp cho các bạn xem cách chế biến thịt đà điểu nhé các bạn nhé. Xem cách chế biến thịt đà điểu trên vùng cao có gì khác với lại cách chế biến thịt đà điểu ở vùng xuôi nhé các bạn nhé. Đấy, bây giờ là chúng ta xem các mấy anh em đang phân loại thịt ra rồi. Và bây giờ sẽ là chế biến. Đấy, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi cách chế biến thịt đà điểu theo phong cách vùng cao nhé các bạn nhé. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ lên đây và xem anh đầu bếp anh sẽ chế biến những món gì nhá. Đấy, đầu tiên là xem món món nướng, gọi là nướng thịt đà điểu cà tảng nhé các bạn nhé. Đấy, đây sau đây bạn là cái nấu thịt nhá, thịt đà điểu tươi ngon như này. Đây, mình sẽ ướp cà tảng như này luôn. Đây, duy nhất Hà Giang có một quán thịt đà điểu tươi sống luôn nha các bạn nhé. Video trước tôi quay cảnh mổ đấy. Bây giờ là thịt tươi đây, chế biến món ăn tôi quay cho các bạn xem nhé. Cách ăn thịt đà điểu. Thế là mình để chỗ này là ướp cái món này thì cũng rất là đơn giản. Có cần này, hành khô. Đây là những cái gia vị chính của món thịt ướp nướng. Thì con này cứ để cả tảng này nướng không cần phải có phải dần dần ra không? Giết gì cả thì là nó rất là mềm mà. Mềm không à? Chuyên nghiệp. Mình quay cỗ trong bản nhiều rồi, bây giờ phải ra thành phố. Mắc quay rừng. Hạt tiêu rừng nhé. Đây là mắc khén hạt dổi. Gia vị giống như gia vị bò thôi nhỉ? Ướp bột. Ướp đơn giản. Gia chủ là không giấu nghề gì cả. Đấy, các bạn nhìn thấy nha, các cái gia vị gia chủ cho đầy đủ là như vậy nhá. Đấy, anh em nào muốn chế biến món nướng thì xem qua video này thì sẽ biết cách chế biến luôn. Các bạn có thể đi mua. Không cần nhiều gia vị. Mua thịt về tự chế biến ở nhà. Những hôm mà nhàn rỗi. À có cả mẻ nữa à? Nướng mẻ. Bóp nấu cho nó ngấm khoảng độ 5 phút. 5 phút sau là nướng được đúng không? Kẹp nướng đúng không? Nướng cắt tảng này luôn. Anh em muốn ăn thịt đà điểu tươi sống thì đến với lại quán khu phố ẩm thực này. Nướng tảng này, duy nhất này. Một quán này tại thành phố Hà Giang. Nộm này. Thịt tươi mới này mình làm tái chanh này. Tái chanh. Đây, đây là đã sơ chế xong một món rồi. Được, tiếp theo mình sẽ làm thêm món tái chanh. Tái chanh. Nướng nhá. Món nướng ướp. Ướp thì thấy ngon rồi. Món tái chanh nữa à? Tái chanh thì thường mình lấy những cái miếng thịt đỏ nó ngon giòn như này. Tái à. Nó mới mềm đúng không? Thái mỏng này xong rồi mình làm tái chanh à? Tái chanh. Nộm đấy nhỉ, giống này. Nộm tái. Tái này bỏ. Giống kiểu giống kiểu món thịt thăn của trâu ấy đấy, nhỉ. Đấy. Tái. Thăn trâu cũng hay nộm tái ăn. Món này rất là ngon. Cái nhỏ ra, tí thì mình chỉ việc vắt chanh, gia vị vào thôi đúng không? Không có phải trần qua. Phải trần qua nước sôi. Rồi, trần qua nước sôi. Được. Rồi. An toàn thực phẩm. Bình thường nếu mà anh em nào mà mạnh dạn hơn thì có thể chỉ cần bóp luôn được. Bóp luôn thôi. Vì là tí nó chanh nó riềng thì nó gà chín hết. Để an toàn thì anh em cứ nhúng qua nước sôi.
nhúng qua cái xong rồi vớt ra. Nhưng mình thì hay ăn đồ tươi sống, không sao. Ở bên Tây Bắc họ còn chơi món vách ngăn cái gì nhỉ? Sách. Sách. Sách bò. Chơi sống luôn. Món đấy thì mình phải bái phục. Đấy, ăn dân giá thôi, còn ở trong nhà hàng ăn như thế thì là viên vệ sinh an toàn thực phẩm là không cho phép. Nó phạt ngay ấy. Đang có thể ở trong làng bản có thể làm như vậy ăn được, nhưng mà đây là nhà hàng, chúng ta phải an toàn thực phẩm là hàng đầu, không là mất khách chết đấy, bị phạt nữa chứ nhỉ, ngoài mất khách lại bị phạt nữa. Nó còn cấm cơ chế được hai món rồi. À, được một món nướng này, lộn táp này. Món này thì là cái nội tạng của nó rất là ngon. Và tim này, gan này, với một ít thịt bắp, bắp hoa ấy. Mình làm tí xào xào lăn à? À, xào xả ớt. Đấy bắp hoa đúng không? Những cái món đấy là bắp này giòn. Nhìn như này nó tí sữa. Thì rất là ngon. Ăn là điều này thịt nó rất là lành, nên là ngoài các chế biến các món ra thì còn ăn lẩu cũng rất là ngon. Đấy mình chỉ thái sơ chế thịt trước một tí, mình chuẩn bị gia vị cái nào. Xong làm nhanh đúng không? À, vậy là thêm một ít nội tạng với lại cái món thịt bắp này xào xả ớt. Hôm nay mình sẽ thưởng thức ba cái món này nóng hổi. Món này hấp dẫn nhất đây nhỉ. Đó là lòng thịt xào lăn với xả ớt. Này xào xả ớt. Thế nào nhỉ? Món này ớt có vị. Vị mùi ớt. Ớt khô và cả tỏi nữa. Em ơi, xong là mồi than lên để nướng đồ nhá. Đủ rồi đúng không? Cái này là đủ gia vị rồi đúng không? Còn là rau mùi nữa đâu. Ừ. Làm món xào lăn của Đà Điểu, lòng mề với lại gan. Tin là chỉ có gia vị là xả này, ớt này, đấy, ớt khô này, đấy, tỏi và mắm muối mì chính thôi. Rất là đơn giản, rất là hấp dẫn. Đấy. Món nộm tái này thì rất là cầu kỳ, có rất nhiều gia vị khác nhau nha các bạn nhé. Món nộm này là mình phải dùng món riềng tươi 100% chứ nhỉ? Tươi riềng đỏ. Riềng đỏ. Nộm là phải có ớt để nó ổn đấy, còn chế biến chín rồi thì nó nấu nóng hổi. Anh em vừa đi làm gì ạ? Đầu bếp. Xoài xanh chiếu món nộm tái. Cái này ăn với lá nhội à? Lá sung nhỉ, nhội sung. Rau cải đây. Cuốn rau cải à? Cuốn rau cải. À. Thịt như thịt bò nhỉ? Đà Điểu. Này, ai chưa nhìn thấy được lắm thì cũng bảo là đúng là thịt bò. Đấy. Nhìn cái thịt đà Điểu rất là giống thịt bò. Không ăn tiết canh. Đà Điểu tiết canh không ngon. Tiết canh.
Ui, đừng cho em vào ăn bún này nhé. Ừ. Bắt đầu nổi lửa để chuẩn bị nướng món đà điểu nướng táp. Đây đây để ấy món ấy đi. Xào lăn à? À đâu, xào xả ớt à? Món nướng táp đã xong rồi. Bây giờ là mình thái à hay như nào đấy? Tí thái ra đĩa. Tí thái ra đĩa xong là cuốn rau sống ăn thôi đúng không? Vâng. Bà chủ rất là khéo tay nhá. Đấy, bày trí rất là đẹp. Đây là món đà điểu nướng nha, nhìn rất là hấp dẫn. Khả năng mình phải xin nhóp một miếng không chịu được nữa rồi, không cưỡng được nữa rồi. Xin phép chủ nhà là phải xin phép nhóm một miếng. Độ ngọt, anh thử luôn cái độ ngọt của... Úi, miếng thôi. Ăn cái này là kèm với lại rau này à? Nhưng mà anh cứ nhóc một miếng thịt không để thưởng thức cho nó biết vị ngọt của thịt đi. Cứ làm một miếng này đã. Cuốn. Mình sẽ thử một miếng trước đã nha. Xin phép mọi người nhé. Xem cái món này nó hấp dẫn như thế nào. Mềm nhờ. Rất là mềm. Mềm mà ngọt các bạn ạ. Nó lại có vị cay cay của hạt dổi mắc khén. Đó, lại cái vị cay của lá cải này nữa. Rất là tuyệt vời. Còn đây là tiếp theo là đến món ấy. Bây giờ là món tái chanh à. Tái chanh thì nước của mình là có xả gừng để tẩy ấy. Tẩy mùi đúng không? Nước sôi. Đậu hạ cái là vớt luôn. Đây là món nộm tái. Anh em bụng khỏe thì không cần phải nhúng nước sôi này nhá. Nếu mà đúng kiểu Tây Bắc là không phải. Thì gia vị của món nộm này thì gồm có riềng này, xoài xanh này, ớt, rau thơm. Đó, cái này thôi nhỉ, xong là trộn lên đúng không? Này cũng là chín rồi đấy nhỉ? Chín tái, này là gọi là chín tái. Cho nước chanh vào nữa thì là tuyệt đối là cho hai đĩa nhé, cho thêm tí đường à, đường tạo độ ngọt. Đây là vị nộm tái này nhá, cũng giống như các món nộm khác thôi các bạn ạ. Có anh này còn dùng không? Không. Hai quả chanh. Hai quả là đủ chua đúng không? Chua một đĩa. Trộn đều lên nhỉ. Cái thịt đà điểu này cũng nhận là nó mềm nhỉ, nó không dai như trâu bò. À, ngon.
phải mất cái dầu thủ kho no, nhà bếp mình cứ phải ăn ăn vụng này nó mới ngon các bạn ạ. Ăn vụng đấy. Chị em mời các bạn nha, mình hôm nay ăn vụng một tí ngon. Mời cả nhà nhé. Đã xong hai món. Đây là những món rất là mềm các bạn ạ, vừa mềm vừa chua vừa ngọt. Tiếp theo là còn món nữa. Nói chung là đà điểu là ngon. Thịt đà điểu ngon. Khả năng các bạn ủng hộ mình 100k sắp là mình mổ nguyên một con đà điểu ăn. Món là xào lăn nha các bạn nhé. Được cái là thịt đà điểu này nó không có mùi giống như mùi bò hay là những cái mùi đặc trưng của ngan ngỗng, đúng không? Nó không có mùi nữa. Rất là thơm ngon. À, các bạn nhá, mỡ đà điểu rán thịt đà điểu nhá. Hoàn toàn là mỡ nó rán nó, chứ không dùng bằng dầu ăn. Mỡ nó ra nhanh nhỉ. Làm cái là hết mỡ. Nó họ gà mà. Có mỡ này ăn ngon đấy nhỉ. Để xào lẫn thịt cũng được. Xào lẫn thịt cho nó thơm. Phi phi gia vị. Gia vị lên. Tỏi. Xả ớt. Và cuối cùng là cho thịt và cho ớt. Ớt này mình ăn tái thôi đúng không? Các món xào cho một tí nước vào cho nó ngấm gia vị nhỉ. Nó muối mình cho sau đúng không? Ăn lên. Thì con này chín rất là nhanh. Đúng rồi. Đúng đấy, mình trần qua cái em nó đã chín rồi. Wow, lửa chết đưa cháy lông mi. Có bao giờ bị cháy lông mi không? Đây, hất vào gần cháy lông mi đấy nhỉ. Lông tay là cháy thường xuyên đúng không? Đây là món dồi đà điểu nhé các bạn nhá. Món này là món nộm nướng táp này. Món này là nộm táp này đấy. Còn đây là món xào lăn đa điểu xào lăn. Vậy là chuẩn bị dùng bữa thôi. Như vậy là sau một thời gian thịt cũng như là thịt đa điểu này cũng như là chế biến đây, bây giờ đã được lên mâm rồi nhé các bạn nha. Đây giới thiệu các bạn, đây là toàn là thịt tươi nhá, đã mổ vừa mổ xong và chế biến luôn ăn luôn. Đấy. Rất là tuyệt vời. Em ơi, như nhà hàng mình đây là đà điểu thì thường thường là chúng ta làm bao nhiêu món nhỉ? Nếu mà ăn đủ món thì hơn chục món. Hơn chục món. 12 món. Tùy lượng người ăn. Như em làm đây thì thường thường thấy khách hay thích thưởng thức món gì nhất? Món nướng tảng này. Nướng tảng à? Tất cả các món nào. Như vậy là hôm nay mình rất là đặc biệt đấy, mình được mời toàn những cái món đặc sản nhất đây, những món ngon nhất của nhà hàng đây. Ngon nhiều món. Chủ nhà hàng người rồi, giới thiệu với mọi người, đây chính là chủ nhà hàng ở tại khu phố ẩm thực nha các bạn nha. Nhà hàng ẩm thực đa điểu các kiểu duy nhất chỉ có ở tại khu phố ẩm thực Hà Giang. Chủ nhà hàng để mọi người một món đa điểu nướng táp nha. Thôi thì dùng đi nhỉ. Đấy. Ở bên kia còn có một nồi lẩu nữa nhỉ. Ngoài các cái món này ra thì nhà hàng còn có các món khác như là món lẩu hải sản này, lẩu gà này, nói chung là lẩu thập cẩm nha các bạn nhé. Đấy, nhà hàng đều
phục vụ được hết các loại món mà quý khách yêu cầu nhé các bạn nhé. Bạn nào muốn thưởng thức thì hãy comment và mình sẽ để lại cái địa chỉ nhà hàng ở bên dưới phần mô tả nhé các bạn nhé. À, bây giờ là mình cũng rất là đói rồi, vào thưởng thức rồi nha. Rồi, mời cả nhà ăn món đà điểu cùng với mình nhé. Ngọc Cẩu nhà hàng Âm nhé. Đây là rượu Ngọc Cẩu. Đây là món cũng là một cái món rất là riêng và là món chính của Hà Giang, đó là món nước nói nha các bạn nhé. Rồi mời cả nhà nhá. Rồi cảm ơn chủ quán nhá. À rượu này uống vào thì cẩu ác đấy. Đây là rượu nấm Ngọc Cẩu các bạn ạ, rất là ngon. Em vào ngồi ăn cơm luôn đi. Nấm Ngọc Cẩu. Em uống rượu. Rồi, lẽ mình xin phép kết thúc video ở tại đây bởi vì quay cảnh ăn uống như vậy thôi nha các bạn nhé. Nếu các bạn thấy video mình hay thì hãy like, share, chia sẻ và đặc biệt là đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Và các bạn muốn ăn đà điểu thì hãy đến với lại cơ sở nhà hàng chuyên đà điểu ở tại khu phố ẩm thực nha các bạn nhé. Đây là chủ quán này, rất là nhiệt tình, thân thiện. Xin phép chào mọi người nhá. Anh em chào khán giả một cái nhỉ. Rồi, xin cảm ơn.